Chào các bạn, ở những buổi học trước thì chúng ta đã học về các chủ đề khá là thông dụng như là gọi điện thoại, hỏi đường, đi taxi, đổi tiền. Hôm nay tiếngchuong.vn sẽ đến với các bạn trong một chủ đề mang tính cá biệt một chút, đó là mua bán đồ gỗ. Trước đó tiếngchuong.vn đã làm riêng một clip về tên của các loại gỗ thông dụng rồi và các bạn có thể tìm ở trên trang YouTube học tiếng Trung Phạm Dương Châu để hỗ trợ thêm cho bài học ngày hôm nay nhé. Trước khi bắt đầu bài học, chúng ta sẽ cùng xem một số từ mới cần dùng. Đầu tiên chúng ta có từ mù thọ, gỗ, ly phong mỹ, mét khối, công chin, kg, tuân, tấn, trọ, triệu đồng, cửa mụ, gỗ lim, Nam Phi, Lọ Ua, Lào, Bao Trang, đóng, gói hàng. Và sau đây mời các bạn cùng theo dõi hội thoại đầu tiên để xem nhân vật trong bài khóa của chúng ta sẽ đi mua gỗ như thế nào nhé. Ni hao, wo yao mai mu tou. Hoan nghênh quang lin, xin đi lại kan kan. Ni men zhe li you you ge mu? 有啊，我们有两种，南非的和老挝的，你想买哪一种？ 价格怎么样？南非的地立方米15兆，老挝的地立方米30兆。老挝的虽然好一点，但是太贵了，便宜一点吧。你要多少？里面有多少我全要。好，那请稍等，我去问下管理员。OK。 Ở trong hội thoại này thì chúng ta có cách hỏi về loại gỗ cần mua. Nǐ men zhe lǐ you mei you ge mu? Nǐ men zhe lǐ, ở đây, ở chỗ các bạn, you mei you ge mu, có gỗ lim hay không? Nǐ men zhe lǐ you mei you ge mu, ở đây có gỗ lim không? Tiếp theo, thông thường ngoài câu hỏi về giá tiền các bạn đã quá quen thuộc, đó là tuo shao qian, thì chúng ta vẫn còn có cách hỏi về giá cả như sau. Jiào qian 怎么样? 价钱, 价格, 怎么样? Như thế nào? 价钱, 怎么样? Và tiếp theo, thông thường thì chúng ta thường dùng đơn vị là tấn hoặc là mét khối để tính giá gỗ. Và cách tính giá gỗ trong bài học ngày hôm nay như sau. 南非的格木, 一立方米, 15兆. 南非的格木, gỗ lim Nam Phi, 一立方米, 1 mét khối, 15兆, 15 triệu. 南非的格木, 一立方米, 15兆. 老挝的格木, 一立方米, 30兆. 老挝的格木, gỗ lim Lào, 一立方米, 1 mét khối, 30兆, 30 triệu. 老挝的格木, 一立方米, 30兆. Và cuối cùng, khi mà thấy giá cả hơi đắt thì chúng ta có thể mặc cả bằng cách thái quê lọ, bèn yi điểm ba. Thái quê lọ, đắt quá, bèn yi điểm ba, rẻ một chút đi, bớt một chút đi. Thái quê lọ, bèn yi điểm ba. Và tiếp theo đây, mời các bạn cùng theo dõi hội thoại thứ hai để xem người bán và người mua hàng sẽ thương lượng với nhau như thế nào nhé. 大哥，老挝的格木现在只剩十五立方米了，最后价25兆，你看行吗？一立方米格木等于多少公斤呢？一立方米格木大概950公斤，也差不多0.95吨了。啊，好吧，给我包装好，送到这个地址。 啊好，你用现金还是刷卡？我刷卡。好，那请稍等。你的货8天后就到了。到的时候我们再打电话确认一下。好，谢谢。好，再见。 Vậy là khi mà người bán hàng muốn đưa ra giá cuối cùng thì họ sẽ nói là 最后价25兆，你看行吗？最后价 giá cuối cùng 25兆，25 triệu。 你看行吗? Anh xem thế nào? Được chứ? 最后价25兆, 你看行吗?
Tiếp theo, khi muốn hỏi về khối lượng quy đổi từ đơn vị mét khối sang kg, chúng ta có thể hỏi 1立方米格木等于多少公斤呢? 1立方米格木, 1 mét khối gỗ lim, tương đương 多少公斤, bao nhiêu kg? 1立方米格木等于多少公斤? Câu trả lời 1立方米格木大概950公斤, 也差不多0.95吨了. 1立方米格木, 1 mét khối gỗ lim, 大概 khoảng 950公斤, 950kg, 也差不多 tầm 0.95吨了, 0.95tấn. 1立方米格木大概 950公斤, 也差不多 0.95吨了. Và sau khi đã thỏa thuận xong xuôi thì cần dặn dò và đưa địa chỉ chuyển hàng rồi. 给我包装好, 送到这个地址. 给我包装好, đóng hàng cẩn thận lại. 送到这个地址, gửi đến địa chỉ này. Và địa chỉ là gì thì chỉ cần đưa địa chỉ cho họ thôi. 给我包装好, 送到这个地址. Và cuối cùng là câu hỏi về cách thức thanh toán. 你用现金还是刷卡? 你用现金, anh thanh toán tiền mặt, 还是刷卡, hay là quẹt thẻ? 你用现金还是刷卡? Trên đây là nội dung bài học về chủ đề mua bán đồ gỗ. Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn có nhu cầu về mảng này. Và ở phần tiếp theo, tiếngtrung.vn sẽ giới thiệu với các bạn nội dung đi mua đồ gỗ nội thất. Các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.